Trong thời gian bộ hành, sư Thích Minh Tuệ đã chia sẻ cùng mọi người nhiều lời hay. Mời các bạn cùng lắng nghe. Con cũng nói với mọi người biết là con đi tập học để luyện cái đạo đức sức khỏe. Không phải là sư, là thầy gì cả. Con cũng không phải là Nam Tông, Bắc Tông. Con cũng không phải là thuộc giáo hội gì. Con là một người Việt Nam đi tập học. Công nhân đi tập học theo lời Phật dạy như thế, nhưng mà con là không có nhận tiền bạc của ai cả, bất kỳ qua hình thức nào cả. Con chỉ nhận cái đồ ăn thất thực buổi sớm, gặp hỏi cho ăn như thế ngày một bữa rồi thì con không nhận nữa, cho họ được hạnh phúc. Còn cái đồ mà ủng hộ mình cũng không có tham đắm mê say, mình cũng ước mình cho họ hạnh phúc. Mình đắm đối với mình như thế nào đều cũng đều tốt đẹp cả. Mình không quan tâm đến ủng hộ mình hay không ủng hộ mình. Ủng hộ cũng tốt đẹp mà không ủng hộ cũng tốt đẹp. Điều trị nữa thì họ được hưởng lấy điều trị. Ai làm điều ác thì họ được hưởng điều ác thôi. Họ nói xấu hay là họ nói thì rồi cũng bị người khác nói lại. Nhân quả của họ hay là họ làm cái điều thiện, nói cái điều tốt thì sẽ họ được điều lành. Cái đấy có nhân quả rồi, mình mắc mớ gì mình phải buồn khổ trong ấy. Mình không có, con cũng không có tham gia cái đấy, họ nói sao cũng được. Cái chiêm bói đấy thì mọi người đừng có chiêm bói đấy thì nó không có tốt đẹp. Tại vì chiêm bói nhiều người bói toán thì Phật không có dạy để chiêm bói, rồi có nhiều cái đúng có nhiều cái không đúng, nhưng mà mình đừng có bói toán, đừng có học cái đấy, học cái đạo đức, cái giới luật, cái không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói láo, không có uống rượu bia ấy, nhiều năm dưới đấy. Còn bói toán, họ mà tài giỏi thì họ đã bói được cho họ, đúng rồi, làm cái điều thiện thì được cái lợi ích của họ, cái bói toán này, họ cũng nói như thế thôi, nhưng mà rồi ai đây cũng chết cả, cũng như thế cả. Cô bói này cũng như thế, chỉ có làm cái điều thiện thì mới tốt đẹp cho mình thôi. Con cũng nói thế mà, ngài nói là đây là nghề hèn hạ nhất, thấp kém nhất, đáng được nguyền rủa nhất. Ông với cái bát trên tay, chạy chỗ này, chạy chỗ kia để đi xin ăn. Mình không phải là không kiếm được mà ăn. Mình cũng không phải là không có trí tuệ để làm mà ăn. Nhưng mà mình về theo cái lời Phật dạy, cái mục đích, lý tưởng Phật dạy để có cái trí huệ để giải thoát thôi. Chứ cũng vẫn biết là nó là nghề hèn hạ, nhưng mà mình vẫn chấp nhận. Mình vẫn học tập, mình không có sợ xấu hổ hay là cái gì cả. Mình vẫn can đảm, mình ôm bát, mình đi khất thực được. Kể cả họ đánh đập, họ chửi mắng. Mình vẫn đi, mình vẫn kiên trì thì mình chắc mình chạy thoát được. Chạy thoát khổ là tốt rồi. Anh em mỗi người mỗi phần đấy, thì con ấy, cái tài sản đấy con không nhận, cho con chữ ký, cho con giấy xuất gia con đi thôi. Con xin cái giấy xuất gia thì họ cũng không muốn đồng ý, nhưng mà đến khi mình thuyết phục họ bằng những cái lời trong Phật dạy với họ cũng vui vẻ đồng ý cho mình thôi. Nhưng mà con cũng đi như thế này nói thiệt với thưa anh với mọi người chứ, mong để trả cái ơn sinh thành. Chẳng hạn như giờ con nghe Đức Thế Tôn dạy nữa là làm như vua để phụng dưỡng cho cha mẹ, bỏ trong cái cung điện rồi hầu hạ như thế, vẫn không trả nổi được cái ơn sinh thành dưỡng dục, nhưng mà làm theo cái lời Phật dạy này trả được. Thì con thấy là mình giải thoát được thì mình trả được cái ơn sinh thành, thì con hoàn toàn tin con làm theo, trả ơn sinh thành cho họ, cái sinh thành này, cái thân này mình cũng bỏ thôi. Mong cho mọi người sống đều được hạnh phúc vui vẻ, ai cũng được hạnh phúc vui vẻ cả, đều tốt đẹp, đừng có bệnh tật gì, hay là sống được hạnh phúc đều vui vẻ may mắn là được rồi. Hẳn như họ đọc cái thần chú đó lên để với mục đích làm gì cơ? Tại vì nếu mà để trừ tà hay là trừ ma trừ quỷ gì đó, hay là cái thần chú đó để cái gì đó để cho mình yên ổn, đúng không? Để cho mình được an ổn. Chẳng hạn như giờ con thấy một con quỷ ở đó tới đọc thần chú để hại nó, để mình được an ổn thì mình độc ác. Họ chửi mắng mình nói là này nọ, hay là muốn đánh đập mình hay cái gì, thì mình nói là đừng có sân với họ, đừng có chửi mắng lại với họ. Nếu mà họ mà
đánh đập thì thoải mái cho họ trả nghiệp đi cho họ. Nếu mà họ được vui vẻ. Này nó vô thường, lỡ ngày mai tai nạn chết hay rắn cắn chết hay là cái gì rồi mình đâu có biết được, mình hay là bệnh tật chết mình đâu có dám nói là mình đi tới đó, lỡ mình đi lên kia cái chết cái mình đâu được, nhưng mà sống thì tiếp tục. Còn thở thì vẫn còn không từ bỏ. Nhưng mà chết rồi thì thôi không đi nữa, mình vẫn vui vẻ. Tại vì mình đâu có biết được cái tuổi thọ của mình đang sống nay chết mai, mình đâu có dám chắc là mình sống được để tới đi tới Sài Gòn chẳng hạn. Hay là mình sống để mình đi tới Hà Nội, nhưng mà vẫn còn được ngày nào thì vẫn đi. Con đạt được cái tập học đi bộ hành với cái đời sống ba y một bát bụi bờ của con như thế này thôi, chứ còn những cái khác thì con không biết. Con gì dữ, con muốn nói với mọi người là con cố gắng con tập học để không có ba cái danh gọi là lừa đảo. Con chỉ có thực hành cái đời sống phát nguyện ba y bát suốt đời như thế này để tu thành cái trí tuệ cho mình, đạt cái trí tuệ phật thì tốt đẹp, ba y bát như thế này cho đến chết. Thế chỉ có giữ giới luật cho nghiêm chỉnh rồi xả ly đời sống, xuất gia tu hành như con xuất gia như thế này rồi con vẫn còn phiền não chứ chưa thiền được, nên là con không biết muốn ngồi xuất gia khỏi đau thì phải giữ giới luật tu hành rồi bắt đầu tập kham nhẫn vượt qua cái đau nhiều lần như thế thì nó không đau nữa. Trong vòng 3 năm thì nó mới đau, rồi ngày nào được ngồi cho được 10 tiếng liên tục. Người kết già một tư thế để muốn thay đổi thì khoảng 3 năm thì sau đó thì mọi người chắc chắn là ngồi được không có sao cả. Mọi người quan niệm như thế nào thì ấy, nhưng mà mình cứ nói ngủ thì nó ngủ thiền thì nó là thiền cái này. Cái này đi quan tâm rồi đấy. Đúng rồi, tùy ai nấy biết, giữ giới tu hành thì cái thức mình ấy, nhưng mà đa số là ngồi để được tỉnh thức thì tốt đẹp. Thế ngồi và để ngủ thì cũng không mấy, nó vẫn còn ngủ. Nhưng mà mình ngồi là để con mục đích làm học cái này là để con bỏ bớt cái ngủ ấy. Tại vì nằm xuống là con ngủ nhiều, nên là con không muốn ngủ nhiều. Dần dần nghe những lời Phật dạy, nghe những lời Phật dạy được mọi người đặt niềm tin ở đó. Tại vì nhân quả, chẳng hạn như do con người can thiệp vậy chứ, chẳng hạn như nhân quả của ai nấy chịu, chứ mình không thể cho được sinh già bệnh chết của mình chịu, chứ không thể ai thích đau thay cho mình được, kêu con kêu bệnh ung thư, kêu người khác đau cho mình chết cũng không được. Hay là mình đi nghiệp đó mình phải lãnh, mới thấu lãnh, hay là mình làm ác mình đi đoạn địa ngục không ai thay mình, cũng không có phải là nói để kích động hay là tôn giáo tín ngưỡng gì cả. Con thì bây giờ là chưa độ được, khi con phát nguyện tu thành chánh đẳng giác được rồi thì con mới độ cho mọi người được, chứ con đang học tập mà, đang tập học thì để con tập học đã. Con cũng luôn ước nguyện cho mọi người được hạnh phúc. Thân ở đời á, có nhiều người thân thì không tốt với mình đâu, có nhiều người không người thân thì lại rất là tốt với mình. Tại vì con sống con đi cất thực như thế này, con biết nhiều cha mẹ mình nhiều khi đâu có cho tốt ra ngoài đường, không phải cha mẹ mình, nhưng mà họ vẫn đi khất thực, họ vẫn cho mình đầy đủ những cái đồ mà giống như họ cho con của họ mà. A Di Đà Phật, nên là mình quán ai cũng là cha mẹ của mình cả, mình không có phân biệt đây là người thân. Nhưng mà khi mình xét một cái là ai mà làm cho mình phạm giới luật và Phật dạy đấy, làm cho mình ăn năn lập án á, là mình nói là đây là mình nên tránh. Còn người mà xa lạ mình mà bày cho mình tu hành, giữ giới tu hành, khuyến khích cho mình, giúp đỡ mình nói là đây là người tốt với mình nên học. Chứ không phải là người thân cũng có khi bày sai và cũng có khi bày đúng. Một cái người không thân ở đâu đó, tự nhiên lại họ lại cho mình cái tốt đẹp, và cũng có là cho mình sai, nên là mình cũng không có nhất thiết mà mình căn cứ là giới luật. Những cái người đồng giới với mình tu hành và họ đem đến cái thiện lương cho mình đấy, cái hướng tốt đẹp, cái giới, cái định, cái tuệ thì mình học. Mọi người hỏi như thế thì con cũng nói cho mọi người thôi, con không phải là sư, không phải là thầy gì cả. Con là một người như mọi người đấy, công dân Việt Nam, nghe được lời Phật dạy rồi con thực hiện tu hành. Con học tập theo 13 cái hương hạnh đầu đà, bất động, tu hành vô thượng, chính đẳng, chính giác.
đó là sự vinh hạnh của con như thế, chứ con không phải là vị Phật bởi Bồ Tát gì cả. Con không biết, con chỉ biết hiện tại thôi, quá khứ con chưa có cái thần lực đó để con biết, nên là con không nói được. Con chỉ biết hiện tại như thế, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Căn duyên mỗi người một cái ước nguyện, không phải ai cùng giống ai cả. Tại vì có người thì người ta hướng tới xây chùa hay là thành lập tu xứ để người ta giảng, người ta hỗ trợ cho Phật tử nhiều hơn. Có nhiều người thì người ta lại hướng đến con đường rừng núi, hay là sống lang thang, độc cư một mình. Không phải ai giống ai cả trên cái thế giới này, cái xã hội này, thì tùy theo căn duyên thôi. Vị nào muốn học hành như thế nào thì học, hay là muốn thực hiện gì thì đều theo ý nguyện của họ cả. Chứ mình không có thể là bắt phải họ như thế này thế kia gì cả. Mày tới đây thì mày phải nói là con cần cái gì hay cái gì thì phải nói tiếng họ họ cho. Nói cái gì tiếng chứ im lặng như thế ai đâu biết đâu. Có cái gì đâu mà cho, không biết thì họ nói là phải nói là con cần cái này, cần cái kia. Thì cái đấy là cũng có cái trường hợp như thế này thế kia, nhưng mà con biết một điều, khi mà mình đã tu thành, có được cái giới, có được cái thiền định, có cái trí tuệ rồi thì mình cũng thay đổi lại, họ cũng không lo mất phước được đâu. Nhưng mà tất cả mọi cái đều có sự kính trọng. Con tôn trọng anh thì anh mới tôn trọng con. Nhưng mà con đầu tiên chưa có tôn trọng cái gì, cho dù có đạt thành cái gì nữa cũng không có cái tôn trọng nữa, thì cũng những cái tối thiểu đấy mà mình chưa làm được thì mình cũng không học học được cái cao hơn được. Tiền bạc này thì nói ra thì đụng đến nhiều, tại vì có nhiều người á, người ta đi khất thực á, là có khả năng là người ta có thể nhận tiền, có khả năng là người ta không nhận tiền, tùy theo từng vị chứ. Vì đó muốn nhận cái gì thì họ nhận cái đấy. Nhưng mà riêng đối với con là con không nhận tiền. Còn họ thì mặc kệ, nhưng mà con cũng không biết nói là nhận tiền đúng là sai. Ai muốn nhận gì thì nhận. Có một cái mạng không đi, mấy ông muốn bắt thì bắt đi, muốn giết thì giết thì con cần cho con sống thì con tu tiếp. Còn không thì thôi, chứ con không có tiền bạc tài sản gì để ra. Mà con cũng không cần phải nhờ mọi người bảo hộ quyền. Nói là thăm ông bà, nhưng mà thôi, mong cho họ sống hạnh phúc là được rồi. Tại vì giờ con đi trên đường như thế này, gặp cô đây hay anh đây cũng người thân của con là được. Cũng giống như là ông bà cha mẹ của mình cả. Mình sống như thế này vui vẻ, chứ cũng không hề nhất thiết là phải đó là ông bà cha mẹ mình nữa. Thì rồi mình sống đây để chủ yếu là mình học cái lời Phật dạy. Cho nó tốt đẹp là được. Chứ còn những cái kia chạy về để ái luyến để buồn phiền não đâu. Mình chưa giúp được cho mình nên là mình cũng không giúp được cho họ. Con cũng không có tạo cái nghiệp đó, mà đời này vô tình họ tạo nghiệp thì họ lại mang cái nghiệp tội cho họ, chứ có gì đâu. Hay là con cũng mang cái nghiệp nên là mình biết ở đây là mình những cái đó là gọi là duyên nhân quả, mình gọi là tới, nó tới với mình cho dù cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà mình khắc phục cái tâm là không có buồn khổ. Mình không có lo lắng về cái đó, hay là cho dù mình có chết đi nữa, mình cũng hay là họ có giết chết đi chăng nữa, mình cũng là không có buồn lo. Mình vẫn bình thản, chủ yếu là mình tập cái tâm á. Bên này thân người quý, không có tuy là như thế, nhưng mà có thân người mới tu hành thành Phật được, mới thành thánh nhân được, thì nó quý rồi đấy. Nhưng mà ở trong cái thân người là có quý và không biết quý, có những người mà không biết để tu hành mà thành thánh nhân đọa địa ngục thì lại không đáng quý, không ra gì. Nhưng mà có những người mà họ biết được nhờ mấy chục năm đó, nhờ cái thân này mà họ tu thành Phật A-la-hán thì họ đối với họ thì rất là quý. Nhưng mà khi mà đạt được rồi thì họ xem cái thân này là không ra gì cả, rất là như huyền hoặc huyền hóa. Phạm hay không thì mọi người tự biết lấy, không cần phải nói nữa. Cái đấy mà trong cái kinh sách ghi lại rõ ràng như thế là phần ghi lại thì không được nhận tiền nữa, nhưng mà họ nhận tiền thì mọi người biết là đâu cần nói nữa. Ai làm hay chịu chứ. Tuy nhiên giờ một người mà nói là không trong giới luật thì không bảo không nhận cất giữ tiền bạc, bây giờ mình cất giữ tiền bạc hay phạm hay không thì không cần nói nữa. Có nghĩa là trong kinh sách là Phật không được nhận tiền bạc của các Phật tử. Vâng, nhiều người giờ mọi người thì thấy họ nhận thì đâu có cần phải nói nữa, rõ ràng như ban ngày rồi đâu có hỏi nữa. Ai đi đâu phần giờ một người bảo thế là ai cũng nhìn thấy người kia ăn trộm,
đồ của người ta mà giờ hỏi thế là ăn nói là người kia ăn trộm đúng hay sai, mà pháp luật Việt Nam quy định ăn trộm là phạm pháp, hỏi người đó có phạm pháp hay không thì ăn trộm là phạm pháp. Như thế này còn gọi, như thế này còn hỏi gì nữa, đúng không?